là chủ đà. Ở đây là một vị suối nước các bạn, trên đường Võ Văn Tần. Suối này bán rất là gần 20 năm rồi, rất là lâu đời rồi. Trong một suối nước là gồm có nếp nè, nước cốt dừa và một ít mè đắp phía trên. Mè đâu mè ta? Mè bên trên. Liên tục chứ không là nó cháy luôn rồi. Đây là quán chuối nếp nướng ha các bạn. Bán khoảng gần 20 năm rồi. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức xem quán chuối nướng này bán như thế nào. Biết món chú chiến chú nướng này lâu chưa? Cũng lâu rồi, em bán này thôi, cấp 2 rồi. Thì là cấp 2. Em thường chị ăn thì thấy cảm nhận của món này như thế nào? Tại vì em người hảo béo, ngọt á, cái này rất là thích. Lâu lâu gì ghé đây ăn hả? Gặp đường có người bán em cũng mua, chứ không phải như đây. Chị ăn món này là lâu chưa? Nãy chị nói mấy năm? Lâu rồi, lâu rồi. Chị có thường ăn cái chỗ khác không? Có chứ. Hai chỗ. Chỗ này thì đầu tiên em mới mua nè, còn mình thôi mang cho anh còn. Good.
khách đến mua chú nướng rất là đông nha các bạn. Đây. Quán nằm trên mặt tiền Võ Văn Tần luôn các bạn. Quận 3. Món gì nữa con? Chuối hấp 1 năm. Chuối hấp rồi. Ở đây ngoài bán chuối nếp nướng rồi bán thêm này nữa. Bán lâu rồi, bán rồi. Năm 2005. Quán chuối nướng này nằm trên đường Võ Văn Tần hả các bạn? Cháy luôn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.